Vụng trộm không thể giấu. Sau khi được người bạn thân Tiền Phi khai sáng, đoàn gia hứa Trần Chiết Viễn bắt đầu thay đổi chiến lược để tấn công Tang Trị Triệu Lộ Tư. Những tập phim vừa qua tin chắc đã mang đến rất nhiều điều thú vị khi tính cách hồ ly của đoàn gia hứa dần bộc lộ rõ rệt. Cái cách anh trêu chọc, cố ý gà lời ẩn ý khiến Tang Trị phải ấp a ấp úng. Cách anh cố tình kéo gần khoảng cách giữa hai người khiến khán giả cười thỏa mãn. Đúng như tựa phim Vụng Trộm Không Thể Giấu, cả Tang Trị và đoàn gia hứa đều phải che giấu cảm xúc nhen nhóm dành cho đối phương. Thế nhưng một khi tình cảm ấy cứ lớn dần theo thời gian thì chẳng thể nào che giấu được nữa. Hai người đều có những bí mật trôn chặt trong lòng, đều không dám nói trực tiếp với người còn lại. Người ta thường nghĩ không biết thì sẽ không đau lòng, nhưng quên mất có những chuyện nhất định không thể bỏ qua cơ hội để biết câu trả lời. Tang Trị luôn tự cho rằng đoàn gia hứa đã chứng kiến quá trình trưởng thành của mình nên khẳng định mình có thể. Chỉ là thân phận em gái mãi mãi là bé Tang Trị chưa trưởng thành trong mắt đoàn gia hứa. Đoàn gia hứa lại nghĩ bỗng dưng từ thân phận anh trai lại muốn trở thành bạn trai người yêu, sợ em ấy khó lòng chấp nhận, sợ em sẽ không thể phân biệt rõ giữa tình yêu và tình anh em. Hơn nữa Tang Trị cứ chê đoàn gia hứa già. Cả hai đều không dám ngỏ lời thẳng thắn vì sợ sẽ phải nghe những sự thật khiến mình tổn thương. Họ chưa đủ tin tưởng, chưa chắc chắn đối phương có thích mình đủ để chấp nhận tất cả hay không. Ở đoàn gia hứa, người xem có thể cảm nhận được nỗi lo của anh. Bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi, không còn cần phải trả nợ, tính cách cũng tạm được, chỉ có điều lớn tuổi hơn em một chút. Bởi vì sợ Tang Trị chê mình già, vì gia cảnh bất kham mà đoàn gia hứa đôi khi thiếu tự tin trong việc có xứng đáng với Tang Trị hay không. Em ấy tốt đẹp như thế, là công chúa nhỏ của nhà họ Tang, viên châu bảo nâng niu trong lòng bàn tay của ba mẹ và anh trai, bản thân anh cái gì cũng thua kém. Nhưng nếu không dũng cảm một lần, không thử một lần, anh cũng sẽ chẳng thể yên tâm mà giao em cho bất cứ ai. Hơn nữa anh sẽ phải hối hận cả đời nếu để vụt mất em. Lời tỏ tình của anh dành cho Tang Trị cũng không phải "em có thể làm bạn gái anh không như người khác" mà là câu hỏi "anh có thể theo đuổi em được không?" Nhất định phải theo đuổi, phải cho em thấy được tình cảm của anh này đã khác. Những cô gái khác có gì, chỉ nhà anh cũng phải có, mà còn phải tốt hơn nữa. Về phần Tang Trị nhận ra sự thay đổi trong cách cư xử của đoàn gia hứa sau câu hỏi "anh có thể theo đuổi em được không?" thì xem như ước mơ lớn nhất từ sau khi gặp anh của em ấy gần như đến ngày trưởng thành sự thật. Điều thú vị ở đây chính là Tang Trị chẳng vội vàng gật đầu đồng ý như một lẽ đương nhiên. Người xem biết em ấy thích đoàn gia hứa tới mức nào, nhưng lòng tự tôn và tính cách của bé Tang Trị cá tính. Em ấy cũng có sự kiêu ngạo riêng của mình, và dù sao cũng phải tạo cơ hội để đoàn gia hứa thể hiện tình yêu thay vì tình anh trai dành cho em ấy. Cả hai khó lòng không đoán mò thăm dò về đối phương, họ cũng chẳng tránh khỏi những hiểu lầm không đáng có. Nhưng không cần quá lo lắng vì tình cảm mà Tang Trị dành cho đoàn gia hứa không phải kiểu trẻ con thích một món đồ. Đoàn gia hứa tuy cảm thấy tội lỗi, không bằng cầm thú khi theo đuổi em gái của bản thân. Anh đã lớn từng ấy tuổi mà lại đem lòng yêu cô bé mình từng đi học phụ huynh cho, đưa đàn em đi học. Nhưng thà làm cầm thú còn hơn để mất đi tia sáng ấm áp của cuộc đời. Sau nhiều năm gánh chịu những áp lực tổn thương tâm hồn từ biến cố gia đình, họ hàng và xã hội, anh không thể để mất Tang Trị. Tang Trị như phương thuốc chữa lành cho đoàn gia hứa, cho anh cảm nhận thế nào là được quan tâm, được yêu thương và được bảo vệ, che chở sau từng ấy bi thương. Em ấy chỉ ca đến ngực anh nhưng sẵn sàng đứng ra che chắn cho anh. Những điều nhỏ nhặt nhất ở anh không thấy, em sẽ là người chủ động xoa dịu.